Mèo Ú Review xin chào tất cả các bạn. Hội báo thủ ngày hôm nay sẽ cùng tham gia thử thách nổ bóng bay siêu khủng với những vật dụng ối giời ơi, sẽ khiến bạn cười bò. Anh áo trắng sẽ dùng gậy bóng chày để ném, không biết nên quay tay hướng nào nhỉ, tỏ vẻ cho cố vô, nổ hẳn đúng một quả. Anh áo hồng bắt được thứ gây sốc là bồn rửa bát các bác ạ, này thì phải quay cả người may ra mới bay xa được, úi trời, được hẳn hai quả. Áo tím vớ ngay được quả bóng bowling, nặng vờ lờ anh em ạ, may mà cũng làm nổ được hai quả bóng. Ném xong mà nhức hết cả nách rồi. Màn ném bóng tranh giành xem ai được chọn đồ trước nào. Anh áo hồng một phát ăn luôn. Đỉnh của chóp anh ơi. Ú oà, anh bắt được lưỡi cực. Thứ mà anh áo tím đang ao ước từ đầu tới giờ. Quả lưỡi này chiến thật sự. Anh áo hồng chỉ phải nhẹ tay một phát mà ăn ngay 6 tiếng nổ. Hai anh trai còn lại cay ré thật sự. Biết ngay nó cực bén rồi mà. Anh áo trắng đầy mong đợi. Và thành quả cho lựa chọn vừa rồi là chiếc vịt biết kêu tít tít này. Má nó cay. Nhưng làm được gì đâu. Dù đã thít chặt bụng để dồn lực lên cánh tay rồi, mà một lần nữa anh chỉ làm nổ được một quả bóng. Anh áo tím là người thua cuộc trong trò ném bóng ban nãy nên vớ ngay được chiếc đồng hồ làm vật ném bóng. Dù được đập hộp nhưng méo thấy vui vẻ gì, đã thế trước khi ném còn phải quay đủ 10 vòng cho nó khí thế, cái kết chóng hết cả mặt. Và xem tí nữa thì phi luôn cái đồng hồ vào mặt anh áo trắng rồi. Lại chọn xem ai là người được chọn đồ ngon nào, thổi bóng xem quả nào nổ trước thì thắng nhé. Thổi muốn mở mắt mà mãi không nổ các bác ạ. Đang lấy hơi thở hồng hộc thì bất ngờ chưa ông già, quả bóng nổ rồi nhé, đúng là cuộc đời luôn biết tạo bất ngờ. Anh áo trắng thành công bốc được cho mình chiếc GoPro, với sức nặng của mình, nó đã giúp anh nổ được 4 quả bóng. Anh áo tím mỏ mẫm, mở ra con mấy gì đây, à, là phi tiêu đồ chơi, úi trời, khỏe mạnh và cao thật có lợi, được hẳn 5 quả. Còn anh áo hồng có cho mình một quả bóng ném, sau khi quay đủ 10 vòng thì khỏi nói, anh ném luôn ra ngoài, chứ có nhìn thấy gì đâu. Áo tím tiếp tục sờ mó vào phía trong, úi, được ngay đôi giày, thế là có 2 lần ném, xoay tròn đi nào anh bạn, muốn tiền đình luôn rồi, nên ném cả 2 phát mà chả có tiếng nổ nào phát ra cả. Anh áo trắng lần này cảm thấy bản thân đang gặp may rồi, anh bắt ngay được tên bắt cá, nhanh gọn lẹ thu về 5 quả bóng. Áo hồng hồi hộp, ú oà, may mắn mỉm cười rồi đây, anh được dùng một chiếc súng cao su siêu to khổng lồ, kéo căng hết cỡ, anh đã mong mình sẽ thành công cho nổ hết, ai dè chỉ được 3 quả, hơi thất vọng nha. Anh áo hồng lại được ưu ái cho chọn đồ trước. Ơ kìa, cây xương rồng là thế nào nhỉ? Tưởng không hiệu quả mà hiệu quả không tưởng. Anh đã có cho mình 5 quả bóng nổ tan tành. Áo trắng khá hài lòng với chiếc cờ lê anh vừa bắt được. Để xem tổng số là bao nhiêu quả nhé. Ú oà, được hẳn 4 quả bóng nổ anh em ạ. Anh áo hồng cay cú ghê. Khởi đầu tốt thế mà giờ bị anh áo trắng qua mặt rồi. Dụng cụ tiếp theo là một túi đậu nữa chứ. Nhẹ như này thì làm được cơm cháo gì đâu. Anh áo tím vừa được một lưỡi cực, tuy nhỏ nhưng có võ nha. Nó đã thành công kiếm về cho anh 4 quả bóng bể tan nát. Anh áo trắng đỡ không nổi với chiếc ghế, quay mờ mắt rồi cố gắng căn thật chuẩn. May ghê, vẫn kiếm được một điểm. Còn anh áo hồng vớ được bộ đồ đánh gôn. Amazing good job anh. Anh được hẳn 3 điểm trong cú nai sót vừa rồi. Và người giành chiến thắng toàn tập trong video ngày hôm nay là anh trai áo tím. Thủy chung, tuy khởi đầu như quần què, nhưng chung cuộc anh đã vươn lên đầy ngoạn mục. Ngày hôm sau, họ quay live trung tâm với 100.000 quả bóng bàn, với những trò chơi không tưởng, cùng bắt đầu ngay nhé. Đầu tiên, họ sẽ có mỗi người 1.000 quả bóng, với nhiệm vụ đơn giản là đứng trên đỉnh này đổ xuống. Ai có bóng rơi trúng vào chiếc cốc nhỏ kia sẽ là người chiến thắng. Nhìn cơn mưa bóng bàn đổ xuống kìa, trông nó đã mắt thật chứ. Nhưng bất ngờ chưa các ông già, méo có quả bóng nào rơi trúng vào cốc, cùng check pha xem nào, ảo thật đấy, cả một cơn mưa thế kia mà méo quả nào trúng đích cả. Nếu ồ ạt không được, thì thử xem nếu ném từng quả thì sẽ thế nào nhé. Anh áo xám cắn răng ném hết quả này đến quả khác. Ô kìa, chạm vào miệng cốc rồi mà không thể nào vào trong được, cay thật đấy. Tuy vậy, anh vẫn không từ bỏ, sự lì đòn đã đi vào máu luôn rồi. Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng thần may mắn cũng phải nhường cho anh. Một quả bóng đã thành công rơi tọt vào chiếc cốc giấy, ảo Makana đa thật. Trò tiếp theo, mỗi người sẽ được giao cho một chiếc cốc, đặt trên đầu, và 10.000 quả bóng sẽ được đổ xuống, để xem ai sẽ là người bắt được nhiều bóng nhất nhé. Cả núi bóng đổ xuống, ba anh trai vội lao vào trong. Má ơi, tưởng không đau mà đau không tưởng anh em ạ. Bóng rơi từ trên cao xuống tác động vật lý như này đau vãi ra ấy. Và kết quả ngơ ngác bật ngửa, khi anh áo xám méo có quả bóng nào trong cốc, may mắn anh áo đen vớ được 3 quả và anh áo ghi được 2 quả. Tỏ vẻ chạy cho cô, cuối cùng méo được quả nào, nhục vãi đạn anh em ạ. Nhìn các anh lan xả cho những cảnh quay đẹp mà cười muốn tụt quần. Với 100.000 quả bóng bàn, họ đang tạo nên một bể bóng siêu nhiều, siêu đầy và siêu vui. Núi bóng vàng có lẫn một quả bóng màu xanh. Bể bóng đang được nâng lên cao và bạn đã đoán trúng rồi đấy. Núi bóng đổ xuống, ai nhặt được quả bóng xanh đầu tiên sẽ là người giành chiến thắng. Cả cơn mưa đổ xuống nhìn đẹp thật các bạn ạ. Nó vẽ ra một vòng tròn lớn trên sàn. 100.000 quả bóng là một khối lượng khổng lồ, bóng gần như che kín cả sàn nhà. Ba anh trai bắt đầu lao vào tìm kiếm.
bò ngang bò dọc, cuối cùng, anh áo đen đã tìm thấy nó. Núi bóng này đỉnh thật sự, anh áo xám không kìm được mà lướt băng băng trên đó. Họ cùng xem lại cảnh cả núi bóng đổ ập xuống, nhìn như cả thác nước ấy nhỉ, trông đã mắt ghê, các anh trai lầy lội này cực kỳ tận hưởng đoạn slow motion này. Nhìn cận cảnh này phê thật, thác nước bóng đổ ào xuống, rồi tỏa ra khắp sàn, giữa biển bóng mà anh áo đen vẫn tìm ra quả bóng xanh, mắt cú vọ thật. Các bạn thấy sao về những thử thách trong video ngày hôm nay? Cùng chia sẻ suy nghĩ xuống dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Mèo Ú trong những video vừa qua. Đừng quên tiếp tục đồng hành cùng Ú trong những video sau nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.